Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin cập nhật giá vàng mới nhất phiên chiều tối ngày hôm nay. Hôm nay là thứ Hai, ngày 21 tháng 3 năm 2022, được phát sóng trên kênh Giá cả thị trường. Trong bản tin này, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn chi tiết một số thông tin trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước. Phần tiếp đến của bản tin là bảng giá vàng trong nước được chúng tôi ghi nhận mới nhất ở thời điểm hiện tại trong phiên giao dịch chiều tối hôm nay. Sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Mở đầu của bản tin là một số thông tin trên thị trường vàng thế giới. Theo ghi nhận mới nhất ở thời điểm này, giá vàng trên thị trường thế giới vẫn trong xu hướng tăng nhẹ, tăng hơn 3 đô la Mỹ trên một ounce và với tỷ lệ tăng là 0,18%. Hiện tại thì đang giao dịch ở mức 1924,27 đô la Mỹ trên một ounce. Chỉ số đồng đô la Mỹ tăng nhẹ và hiện tại thì đang giao dịch ở mức 98,248 điểm. Trên thị trường tiền điện tử, giá trị đồng tiền điện tử Bitcoin giảm nhẹ với tỷ lệ giảm là 0,59%, hiện tại thì đang giao dịch ở mức 41.000 đô la Mỹ trên một Bitcoin. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm quay đầu tăng với tỷ lệ tăng khá mạnh là 1,58%, hiện tại thì đang giao dịch ở mức 2,189% trên một năm. Còn đối với thị trường năng lượng thì giá dầu thô vẫn trong xu hướng tăng khá mạnh, tăng gần 3 đô la Mỹ trên một thùng và với tỷ lệ tăng là 2,56%, hiện tại đang giao dịch ở mức 108,050 đô la Mỹ trên một thùng. Quý vị và các bạn thân mến, tiếp đến của bản tin sẽ là tổng hợp một số thông tin trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước. Sau đây, kính mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi nhé. Trên thị trường quốc tế, giá vàng hôm nay cũng bật tăng khi vừa mở cửa giao dịch đầu tuần. Lúc 9 giờ theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới được giao dịch ở mức 1.927 đô mỗi ounce, tăng 6 USD mỗi ounce so với giá đóng cửa cuối tuần trước. Giá vàng thế giới hồi phục sau khi bốc hơi tới 70 đô mỗi ounce trong tuần trước khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, Fed chính thức tăng lãi suất cơ bản thêm 0,25 điểm phần trăm và tuyên bố sẽ có thêm những lần tăng tiếp theo trong năm nay. Dù vậy, giá vàng vẫn được nhà đầu tư kỳ vọng tăng tiếp khi là kênh trú ẩn an toàn trong bối cảnh lạm phát gia tăng ở nhiều quốc gia. Giá hàng hóa cũng tăng mạnh và xung đột ở Nga-Ukraine vẫn phức tạp. Một số nhà phân tích cho rằng giá vàng có thể sớm lấy lại mốc 2.000 đô mỗi ounce trong những ngày tới, khi tình hình ở Ukraine chưa hạ nhiệt sẽ thúc đẩy giá hàng hóa tiếp tục tăng cao. Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỷ giá niêm yết vào khoảng 53,5 triệu đồng mỗi lượng, thấp hơn giá vàng SJC trên 15 triệu đồng mỗi lượng. Giá vàng hôm nay ở thị trường trong nước biến động trong biên độ hẹp, nhưng vàng SJC vẫn tiếp tục cao hơn vàng trang sức 24K ở mức kỷ lục, lên tới 12 đến 13 triệu đồng mỗi lượng. Phần tiếp đến cũng như là phần cuối cùng của bản tin này sẽ là bảng giá vàng trong nước được chúng tôi ghi nhận mới nhất ở thời điểm hiện tại trong phiên giao dịch chiều tối ngày hôm nay để quý vị và các bạn có thể tiện theo dõi và tham khảo thêm. Thời điểm này, giá vàng SJC cũng như là vàng nhẫn bục số 9 và một số loại vàng nữ trang SJC khác thì đều quay đầu giảm so với phiên giao dịch buổi chiều ngày hôm nay quý vị và các bạn nhé. Hiện tại thì đang được niêm yết như sau. Đầu tiên sẽ là giá vàng SJC tại 3 thành phố lớn. SJC Hồ Chí Minh từ 1 cho đến 10 lượng, mua vào 6.760.000, bán ra 6.860.000, giảm 200.000 đồng trên một lượng ở chiều mua vào, 300.000 đồng trên một lượng tại chiều bán ra, hay là giảm 20.000 đồng trên một chỉ ở chiều mua, 30.000 đồng trên một chỉ tại chiều bán. SJC Hà Nội mua vào 6.760.000, bán ra 6.862.000, giảm 20.000 ở chiều mua vào, 30.000 ở chiều bán ra. SJC Đà Nẵng mua vào 6.760.000, bán ra 6.862.000, giảm 20.000 ở chiều mua vào, 30.000 ở chiều bán ra. PNG Hồ Chí Minh mua vào 6.770.000, bán ra 6.870.000, giảm 10.000 ở chiều mua vào và chiều bán. PNG Hà Nội mua vào 6.772.000, bán ra 6.870.000, tăng 1.000 ở chiều mua vào, giảm 30.000 ở chiều bán ra. Doji Hồ Chí Minh mua vào 6.770.000, bán ra 6.870.000, giảm 30.000 ở chiều mua vào và chiều bán. Doji Hà Nội mua vào 6.770.000, bán ra 6.870.000, giảm 20.000 ở chiều bán ra, chiều mua vào không có sự thay đổi nào. Phú Quý SJC mua vào 6.770.000, bán ra 6.870.000, giảm 15.000 ở chiều mua vào, 20.000 ở chiều bán ra. Bảo Tín Minh Châu mua vào 6.771.000, bán ra 6.868.000, giảm 15.000 ở chiều mua vào, 20.000 ở chiều bán ra. Mi Hồng SJC mua vào 6.790.000, bán ra 6.840.000. Tiếp đến là giá vàng SJC ở một số ngân hàng. Ngân hàng Eximbank mua vào 6.790.000, bán ra 6.850.000, giảm 30.000 ở chiều mua vào và chiều bán ra. Ngân hàng SCB mua vào 6.780.000, bán ra 6.890.000, tăng 40.000 ở chiều mua vào, 30.000 ở chiều bán ra. Ngân hàng TP Bank Gold mua vào 6.770.000, bán ra 6.870.000, giảm 20.000 ở chiều bán ra, chiều mua vào không có sự thay đổi nào.
Ngân hàng Vietinbank mua vào 6.770.000, bán ra 6.872.000, giảm 40.000 ở chiều mua vào và chiều bán. Tiếp đến là giá vàng SJC ở một số tỉnh, thành phố khác. Thời điểm này, giá vàng SJC ở một số tỉnh, thành phố khác tiếp tục xu hướng giảm, hiện tại giảm 200.000 đồng trên một lượng ở chiều mua vào, 300.000 đồng trên một lượng tại chiều bán ra, hay là giảm 20.000 đồng trên một chỉ ở chiều mua, 30.000 đồng trên một chỉ tại chiều bán. Thời điểm này thì đang được niêm yết như sau. SJC Nha Trang mua vào 6.760.000, bán ra 6.862.000. SJC Cà Mau mua vào 6.760.000, bán ra 6.862.000. SJC Huế mua vào 6.757.000, bán ra 6.863.000. SJC Bình Phước mua vào 6.758.000, bán ra 6.862.000. SJC Biên Hòa mua vào 6.760.000, bán ra 6.860.000. SJC Miền Tây mua vào 6.760.000, bán ra 6.860.000. SJC Quảng Ngãi mua vào 6.760.000, bán ra 6.860.000. SJC Long Xuyên mua vào 6.762.000, bán ra 6.865.000. SJC Bạc Liêu mua vào 6.760.000, bán ra 6.862.000. SJC Quy Nhơn mua vào 6.758.000, bán ra 6.862.000. SJC Phan Rang mua vào 6.758.000, bán ra 6.862.000. SJC Hạ Long mua vào 6.758.000, bán ra 6.862.000. SJC Quảng Nam mua vào 6.758.000, bán ra 6.862.000. Tiếp theo là giá vàng nhẫn buộc số 9 cùng với một số loại vàng nữ trang SJC khác. Thời điểm hiện tại thì giá nhẫn buộc số 9 cùng với một số loại vàng nữ trang SJC khác cũng quay đầu giảm so với phiên giao dịch buổi chiều ngày hôm nay, hiện tại chỉ còn tăng nhẹ trong khoảng từ 21 cho đến 50.000 đồng trên mỗi lượng. Hiện tại thì đang được niêm yết như sau. Nhẫn buộc số 9 từ 1 cho đến 5 chỉ mua vào 5.500.000, bán ra 5.600.000. Tăng 5.000 ở chiều mua vào và chiều bán ra. Vàng 4 số 9 mua vào 5.470.000, bán ra 5.570.000, tăng 5.000 ở chiều mua vào và chiều bán ra. Vàng 24K mua vào 5.384.9000, bán ra 5.514.9000. Tăng 5.000 ở chiều mua vào và chiều bán. Vàng 18K mua vào 3.992.9000, bán ra 4.192.9000, tăng 3.700 ở chiều mua vào và chiều bán ra. Vàng 14K mua vào 3.062.6000, bán ra 3.262.6000, tăng 2.900 ở chiều mua vào và chiều bán ra. Vàng 10K mua vào 2.137.9000, bán ra 2.337.9000, tăng 2.100 ở chiều mua vào và chiều bán. Quý vị và các bạn thân mến, với những nội dung trên đã khép lại bản tin giá vàng mới nhất phiên chiều tối ngày hôm nay của chúng tôi. Mọi diễn biến tiếp theo trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật ở những bản tin tới. Quý vị và các bạn cũng đừng quên bấm nút đăng ký kênh màu đỏ phía dưới góc phải màn hình của video này, cũng như tích luôn vào quả chuông ngay bên cạnh để mỗi khi có thông tin mới, chúng tôi tiện thông báo tới quý vị và các bạn hơn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo.